giải mã lý do Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa giữa thời dịch COVID-19. Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo trong thời gian vừa qua, trong lúc cả thế giới đang chật vật đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, COVID-19. Vậy Triều Tiên đang nhắm đến điều gì? Dư luận thế giới đã đặt ra nhiều giả thuyết và có ý kiến cho rằng những khó khăn về kinh tế mà Triều Tiên đang phải đối mặt đã khiến cho nước này viện đến quân sự để thể hiện sức mạnh cả ở trong và ngoài nước. Trong một bài viết đăng trên RT, Darius Shatan Masebi, một chuyên gia phân tích chính trị và pháp luật ở New Zealand, đã nêu ra thực tế một loạt vụ thử vũ khí của Triều Tiên hồi tháng 3 đều hướng ra biển Nhật Bản, nơi có hàng chục nghìn lính Mỹ đang đồn trú. Và điều đó thì có thể là bởi Triều Tiên muốn phát đi một thông điệp trực tiếp tới giới chức Washington. Bên cạnh đó, Triều Tiên còn tiến hành thử máy phóng tối tân có thể bắn cùng lúc nhiều tên lửa. Trong vụ phóng ngày 20 tháng 3, các tên lửa dường như giống với các thành phần thuộc hệ thống tên lửa chiến thuật của Mỹ, có thể bay thấp và không dễ phát hiện, khiến đối phương rất khó đánh chặn. Đáng chú ý nhất, các vụ thử chứng tỏ trong khoảng thời gian tạm dừng thử nghiệm trước đó, Bình Nhưỡng vẫn không ngừng nỗ lực phát triển công nghệ tên lửa hiệu quả hơn. Chuyên gia Satan Masebi nêu thêm một số yếu tố nữa, đó là yêu cầu của chính quyền Kim Jong-un về dỡ bỏ cấm vận. Bình Nhưỡng gọi COVID-19 là mối đe dọa đối với sự sinh tồn của quốc gia. Triều Tiên vốn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc về thương mại, nhưng biên giới hai bên đã phải đóng cửa để ngăn chặn virus corona chủng mới lây lan. Trong khi Mỹ đã trừng phạt Triều Tiên nhiều thập niên qua và tình trạng này không được cải thiện trong thời kỳ dịch bệnh. Đầu tháng 4, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền thực phẩm đã ra một tuyên bố kêu gọi dỡ bỏ cấm vận đối với một số nền kinh tế, trong đó có Triều Tiên, viện dẫn đây là vấn đề cấp bách về nhân đạo và thực tiễn, tuy nhiên tình hình vẫn không có gì thay đổi. Theo ông Satan Masebi, nếu đúng là Tổng thống Donald Trump mới đây viết thư cho Chủ tịch Kim Jong-un đề nghị hợp tác trong cuộc khủng hoảng COVID-19, thì có lẽ Triều Tiên đã không có những hành động quân sự như thời gian qua. Chuyên gia này cho rằng, vấn đề mà Bình Nhưỡng thực sự quan tâm là Mỹ ngừng những hoạt động quân sự đe dọa biên giới Triều Tiên và dỡ bỏ cấm vận. Ông nhận định Triều Tiên sẽ sẵn sàng đưa vũ khí hạt nhân lên bàn thương lượng như một tấm thẻ mặc cả để đạt được mục đích của mình.